Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con, nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, nuôi Thái Sơn ngả bóng vui trời. Con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha, cha ơi cha ơi. Con cứ ngỡ rằng người đã kia muôn đời đứng vững, con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được bao hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biển đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Cha ơi, con nhớ cha, con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết reo ca, cha là núi đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả khối tình nồng như dòng lệ thấm xuống đại dương. Cha ơi, con khóc cha, cha ơi, con nhớ cha nhiều lắm. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống, con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời, con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha, cha ơi cha ơi. Con cứ mong rằng núi đang kia muôn đời đứng vững, con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được bao hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời. Trên mọi khuôn mặt và loại bỏ nỗi tủi khổ của dân ngài khỏi toàn mặt đất, vì Chúa đã phán như vậy. Vào ngày ấy
Người ta sẽ nói, đây là Thiên Chúa chúng ta mong đợi Ngài đến, Ngài giải thoát chúng ta. Ngài là Chúa, đấng chúng ta trông đợi. Chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong ơn cứu độ của Ngài. Đó là lời Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin thưa cùng bạn chị em, bài sách Thiên Chi Isaia vừa cho chúng ta thấy hình ảnh của bước việc nước trời khi mà tất cả những người tin Chúa đáng được hưởng nước trời đều được gia nhập bước việc mà chính Chúa chiết đãi chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho người thân yêu của chúng ta là ông Gioan Baptista cũng được gia nhập bước việc nước trời mà qua lời tiên tri Isaia hôm nay chúng ta vừa nghe. Tại đây chúng ta cùng thân lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, chúng con tận quản này xin cho linh hồn tôi tớ Chúa là Gioan Baptista mà Chúa đã chuyển ra khỏi đời này về với Chúa, được Chúa thương cho vào chốn yên nghỉ đầy ánh sáng và bình an. Xin cho tôi tớ Chúa đây vương quốc vĩnh hằng của Chúa, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng được Cha chỉ đến đi, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin Cha để chúng con mặt ban tổ chức lễ tang và gia đình kính mời ông bà cùng các bác trả lời bài người chồng người nước. Tiếp theo toàn hương thơm kính viếng tối nay xin trân trọng giới thiệu kính mời các em là Thế, Thể, Thiện trở về trước linh sàng thắp hương kính viếng hương hồn bác. Trân trọng kính mời. Thay mặt ban tổ chức lễ tang và gia đình xin trân trọng cảm ơn. Kính mời các bác trả lời bài người chồng người nước. Tuần đã thương tiếp theo tối nay xin trân trọng giới thiệu kính mời gia đình và phúc trở về trước linh sàng dân hương đặt lễ kính viếng linh hồn cụ. Trân trọng kính mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cha cùng là Chúa, chúng con với phép Đức Chúa Thánh Thần và người sống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh chịu nạn thời quan phong thủy ô phi ta tô chịu long lanh trên trời thánh gian trên và giáng xa xuống ngục chỗ tâm thầy thứ ba mời trong kẻ trên mà sống lại lên trời vượt bên hiểu Đức Chúa cha phép ta vô cùng mày sau với trời lại xuống phan xe nhà sông và nhà trên tôi tìm kinh Đức Chúa thanh thần tôi tìm có hồi thanh hẳn có ở phan xe lại ta thanh trong cầm tôi tìm theo tha tội tôi tìm xa mai người ngày sau sống lại tôi tin hẳn sống vậy nhà mẹ Chúa nghe lời chúng con thân cầu các mẹ xin chân thành các bà cảm ơn gia đình các bác các anh các chị xin kính mời đoàn trở lại bàn xin chào sư nước tiếp theo chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời lễ viếng của gia đình hai cháu Soạn Hùng đây có lễ đồng hương về kính viếng linh hồn phù xin trân trọng và kính mời tiếp theo tuần hơi thôn kính viếng chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và trả lời của gia đình đăng quyến tới gia đình các bà xin mời các bà trở lại bàn xin chào xin nước tiếp theo chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời lễ viếng của gia đình cháu Ngọ Huế Hồng đến từ Phú Nhì này có đến đồng thương về kính viếng linh hồn cụ xin trân trọng cái buồn cùng gia đình tân quyến tiếp theo chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời lễ viếng của gia đình hai cháu Hà Hải và Dũng Nát này có đến đồng hương về kính viếng linh hồn phù xin trân trọng và kính mời xin chân thành cảm ơn gia đình anh xin mời anh trả lời bàn xin chào sư nước tiếp theo chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời lễ viếng của gia đình cháu Sĩ đến từ Vĩnh Đà nay có đến thăm về kính viếng linh hồn phù xin trân trọng và kính mời
Thay mặt cho gia đình cha quyến xin chân thành cảm ơn gia đình ông, xin mời ông trở lại bàn xin chào chư nước. Thay mặt cho gia đình cha quyến xin chân thành cảm ơn gia đình bác, xin mời bác trở lại bàn xin chào chư nước. Tiếp theo chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời lễ viếng của gia đình cháu Hồn Cường tôi giáo viên. Thay mặt cho gia đình Tam Quyến xin chân thành cảm ơn gia đình các anh, xin mời các anh trần. Chuyển lời của gia đình Giang Quyến tới gia đình ông, xin mời gia đình ông trở lại bàn trà xin chầu xin nước. Đoàn thành tâm dành phút tưởng niệm của đoàn được bắt đầu. Thôi, phút tưởng niệm đã trôi qua, lễ viếng của đoàn được hoàn tất. Truyền lời của gia đình Đăng Quyến tới đoàn đại biểu Hội Đồng Ngũ năm 1976, kính mời đoàn trở lại bàn xin chầu xin nước để gia đình được đón tiếp. Chuyển lời của gia đình
đình đang quyến tới gia đình các chị. Xin mời các chị trở lại bàn trà, xin chào, xin ước để chung buồn cùng gia đình đang quyến. Tiếp theo chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời các cháu Luyến, Vân, Điệp, Thơ, Chín, Phương. Này có nói nông thôn về kính chính linh hồn cụ xin chân Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mê nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Trọn kiếp người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Cuộc sống này kia hoa nở và hoa úa phai, nắng lên đôi thì đêm tắt thở, mây tin rằng trời thì nắng tan đi. Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiên ngậm ngùi, nhưng con tin vào ngày mai trong Chúa chẳng có chia lìa, chẳng có hồng tan. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn muôn kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống không mất nhưng chỉ là đổi thay. Đã qua bao ngày chọn một kiếp này. Dù sống hay chết vẫn tin còn ngày mai. Sự sống không mất nhưng chỉ là đổi thay. Cuộc sống này ngày chưa đủ mà đêm đã lên, lá thay mùa thời gian biến đổi, như vô câu dồn tựa thoáng mây bay. Một kiếp người chưa bao ngày đã tới cội nguồn, con tin rằng ngày mai trong Chúa hạnh phúc muôn đời chẳng có thời gian. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn muôn kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Không mất đi, Chúa thương từng bụi cây lá cỏ, đâu muốn con người phải nát tan đi. Trọn kiếp này ai chưa được sự sống trọn tình, mai sau sẽ được phục sinh trong Chúa, cuộc sống muôn đời, cuộc sống hiền minh. Sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Con sinh ra đời
tình cha nghĩa cao vời. Ơn cha như biển trời, tình cha tựa Thái Sơn. Cha bên con mỗi ngày, lo cho con khôn lớn, hướng dẫn con đến trường, chỉ bảo con làm người. Ôi tình cha bao la, suốt đời con ghi nhớ. Ơn cha như biển trời, tình cha tựa Thái Sơn. Thương yêu con trên đời, mình cha đã hao gầy. Cha lao công cả ngày, lòng cha đẹp biết bao. Cha hy sinh mỗi ngày, lo cho con nó ấm, sống nghĩa ân với đời, để trở nên thành người. Làm lễ truy điệu ông Phan Văn Cát, tôi đề nghị tất cả nhân dân chúng ta về trước gia đình nhà Hiếu. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa gia đình Tam Hiếu, thưa các cụ, các ông, các bà, họ hàng nội ngoại, gia đình nhà Hiếu cùng toàn thể nhân dân trong và ngoài xã, cụ ông Doan Bao Chi Pita Phan Đình Cát, sinh năm 1932 tại xóm 9, thôn Mỹ Đà, xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Sau một thời gian bị lâm bệnh, mặc dù ông đã được các con, các cháu, họ hàng nội ngoại cùng tập thể các thầy thuốc tận tình chăm sóc chạy chữa, song do tuổi cao, sức yếu, ông không qua khỏi. Ông đã từ trần vào hồi 4 giờ sáng ngày 16 tháng 4 năm 2021, tức là ngày 25 tháng 2 năm Tân Sửu. Ông hưởng thượng thọ 90 tuổi. Với trách nhiệm và tình cảm của những người còn sống với người ra đi, đồng thời ghi nhận công lao đóng góp của ông với gia đình, họ tộc và quê hương, tại hội nghị liên tịch trên ban công tác mặt trận, cán bộ thôn xóm và gia đình đã thống nhất thành lập ban tang lễ để lo việc lễ tang và đưa tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng, gồm: một, ông Trần Thắng Quang, trưởng thôn làm trưởng ban; hai, ông Trần Văn Hiên, trưởng ban công tác mặt trận làm phó ban; ba, bà Trần Thị Hằng, phó thôn Mỹ Đà làm ủy viên; bốn, ông Phan Ngọc Hùng, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh làm ủy viên; năm, bà Trần Thị Xuyên, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi làm ủy viên; 6, một vị đại diện gia đình nhà Hiếu. Kính thưa toàn thể nhân dân, hơn một ngày qua, ban tang lễ và gia đình đã được đón tiếp và tiếp nhận nhiều đoàn đại biểu đại diện cho các cơ quan, đoàn hội, họ hàng nội tộc, ngoại tộc và con thân bằng, bạn bè cố hữu gần xa, các gia đình, thông gia, liên gia của gia đình, của con cháu ông đã đến thăm hỏi, động viên. Là người được Chúa an bài và như tất cả mọi người nhân loại đều được sinh ra trong một gia đình. Đây là điều quý hóa mà Chúa an bài cho chúng ta. Trong gia đình có sự yêu thương đầm ấm của cha mẹ, của con cái, cháu chắt. Và rồi đặc biệt đối với cộng đoàn công giáo của chúng ta, thì trong mỗi xứ họ đều có một ngôi nhà chung, đấy là ngôi nhà thờ, để chúng ta sớm tối gặp nhau trong sự hiệp thông huynh đệ trong Chúa Kitô. Và rồi khi sinh ra, chúng ta được từ mái ấm gia đình, chúng ta đến nhà thờ để lĩnh ơn bí tích rửa tội,
rồi chúng ta sinh hoạt tại đó, và đời con người tất nhiên không thể qua khỏi được cái chết, thì có sinh có tử. Khi lần cuối cùng trong thân xác tại thế, chúng ta được đưa tới nhà thờ, đấy là ngôi nhà chung của giáo xứ của chúng ta, để khi chịu phép rửa tội, chúng ta được Chúa giang tay đón nhận vào ngôi nhà đó. Và trước khi chúng ta tới đó để chúng ta tham dự thánh lễ cuối cùng khi thân xác còn được tại thế. Vì thế trong nỗi đau thương nhưng niềm hy vọng, chúng ta giờ đây tham gia nghi thức để tiễn biệt cụ Gioan Baptista tới nhà thờ nơi cụ đã cùng chúng ta khi trước cũng như vừa qua và bây giờ, nơi ngôi nhà thờ mà cụ đã nhiều tâm đem đến tới xây dựng và cầu nguyện, nhất là trong đợt vừa qua để xây dựng nhà thờ với những bàn tay khéo léo của người tự xây cũng như con cháu cùng nhau túng tiết làm. Giờ đây cụ đến nhà thờ lần cuối cùng trong tâm tình yêu mến ấy, chúng ta tham gia nghi thức để xin Chúa đón nhận linh hồn con và tinh thần. Chúng ta dâng lời cầu nguyện lạy Chúa, chúng con khẩn khoản này xin Chúa thương thương ghé tai nghe lời, chúng con nguyện cầu xin cho linh hồn tôi tới Chúa là Gioan Baptista mà Chúa đã chuyển ra khỏi đời này, được đưa vào chốn bình an đầy ánh sáng và được chung hưởng phần phúc với các thánh của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha giàu lòng thương xót là Thiên Chúa của mọi niềm ao ủi an, Chúa yêu thương chúng con bằng tình yêu muôn thuở và biến đổi bóng tối sự chết thành rạng đông của sự sống. Chúng con lại xin Chúa đón nhận các tôi tớ Chúa đang sầu thương khóc lóc. Lạy Chúa xin trở nên niềm, nên chốn an thân và sức mạnh cho chúng con, để từ cảnh tối tăm khổ đau đầy nước mắt này, chúng con được đưa lên hưởng ánh sáng và bình an trước tôn nhan Chúa. Thank you.
So
tôi. Chúa xót thương đưa bà hồn phục quê trời. Chúng ta
xin Chúa thương chấp nhận lời chúng con kêu cầu và ban cho cụ Doan Bautista được về sum họp trong nhà Chúa, và xin ban sức mạnh cùng nâng đỡ chúng con là chúng con người yếu hèn và đang sống giữa thế gian này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chào vĩnh biệt.
và những lời trăn trối cuối cùng của người ra đi nhắn gửi chúng ta: ngõ hầu khi còn sống, có thời gian và có cơ hội, chúng ta sẽ thực thi những gì người ra đi nhắn nhủ. Sao cho xứng